Làm cách nào để bé chia sẻ chuyện ở trường? Khi bé đến trường, các bố mẹ đều hy vọng bé sẽ chia sẻ chuyện ở trường để biết con đã làm những gì, học những gì, tâm trạng con ra sao. Tuy nhiên, chuyện này không dễ dàng như tưởng tượng, nhất là đối với các bạn nhỏ tầm từ 3 đến 5 tuổi. Vậy thì các bố mẹ sẽ làm thế nào? Gia đình mình cũng đã gặp phải vấn đề này bởi bạn Khải Khải mới 3 tuổi rưỡi thôi. Mới đầu, mỗi ngày đón bạn ấy về nhà, mẹ thường hỏi: "Hôm nay ở trường con làm gì? Cô giáo dạy con gì? Hay là ở lớp con ăn gì?" Đây là câu hỏi mà chắc nhiều ông bố bà mẹ cũng sử dụng tương tự như mình. Tuy nhiên, câu trả lời nhận lại từ các bé có thể là: "Hôm nay con chơi đồ chơi. Cô chẳng dạy con gì cả." Hoặc: "Ở trường con chỉ chơi thôi." Chắc nhiều ông bố bà mẹ cũng sẽ thấy rất ngạc nhiên và bỡ ngỡ không biết nên xử lý ra sao. Sau một thời gian tìm hiểu, thử nghiệm và gia đình mình đã rút ra một số kinh nghiệm, muốn chia sẻ các mẹo nhỏ này để các bố mẹ có thể dùng khi nói chuyện với bé. Mẹo đầu tiên đó là đặt câu hỏi cụ thể. Thay vì hỏi chung chung rằng con đã làm những gì, học những gì, bố mẹ có thể xem lịch học của con. Ví dụ như trường bạn Khải Khải, con học gì và làm gì ở trường, cô giáo sẽ gửi lên app của nhà trường. Sau khi xem và biết con làm gì, thì bố mẹ hãy hỏi trực tiếp những việc con bé đã làm. Ví dụ, hôm nay con được đá bóng ở trường phải không? Câu hỏi cụ thể như vậy sẽ làm bé hứng thú chia sẻ với bố mẹ hơn. Ở trường Khải Khải, các cô thường xuyên chụp ảnh hoạt động của bé这是ở trường.谁？这是护士。哦，护士哦。刚刚，妈妈，那个绿色的教室，我穿护士衣服。哪里？我找不到哎。vì vậy đến tối về bố mẹ mở ảnh của bạn ấy lên, bạn ấy xem và có thể chia sẻ những gì bạn ấy học ở trường. 还没到，对不对？ 是呀，哦，我看到了，穿护士的衣服。哦，这是你哦。对呀。哦，可以看，啊，你以后退一下，全部都穿护士的衣服，安玉子也穿护士的衣服啊。这是护士的衣服哦。对，护士的衣服，护士的衣服，安玉跟子玉也穿啊，全部都也穿，全部的朋友都穿。全身都。穿护士的衣服哦，对呀、啊，然后所有的小朋友都穿护士的衣服哦。Ngoài ra, đối với các bé nhỏ tầm 3 tuổi như Khải Khải, các bố mẹ cũng có thể đặt những câu hỏi lựa chọn, câu hỏi có hoặc không để bé dễ dàng lựa chọn các phương án. Thay vì hỏi con hôm nay ăn món gì, các bố mẹ có thể hỏi rằng buổi trưa con ăn thịt hay ăn cá. Như vậy bé có thể liên tưởng ngay đến bữa ăn của bé. Mẹo thứ hai, sử dụng các tác phẩm của bé. Thông thường, ở lớp các bé sẽ vẽ tranh, cắt giấy dán. Các tác phẩm này bé sẽ mang về nhà, bố mẹ có thể lấy ra và cùng trao đổi với bé. Hôm nay con vẽ tranh ở trường phải không? Chỗ này con đã vẽ gì vậy? Hơn nữa, các tác phẩm của bé cũng có thể dùng để trang trí trong nhà, góc học tập hay là phòng của bé. Bé sẽ có cảm giác được công nhận như đạt một thành tựu nào đó và càng ngày sẽ càng tự tin hơn khi chia sẻ cùng với mọi người. Và cuối cùng, bố mẹ luôn tỏ ra hứng thú và khen ngợi với bé. Trò chuyện với con là cả một nghệ thuật, bố mẹ luôn muốn khuyến khích cũng như tạo ra cảm giác tích cực cho trẻ nhỏ. Vì vậy, cách tốt nhất để dành lời khen ngợi là hãy nhận xét tích cực về những điều thực tế mà một đứa trẻ đã làm tốt. Ví dụ như, con đã chia sẻ và làm theo hướng dẫn, giúp đỡ một người bạn, đưa ra một câu trả lời đúng, hoặc chỉ đơn giản là bé đã hát tốt một bài hát. Làm theo những mẹo nhỏ này, bạn Khải Khải sáng nào cũng vui vẻ tới lớp, chiều về đều có chuyện vui để kể cho bố mẹ nghe. Chúc các bố mẹ sẽ tìm ra cách hợp lý để trò chuyện cùng với bé nhà mình. Và sau đây, mời mọi người xem bạn Khải Khải biểu diễn ảo thuật nhé. Oh yeah, I can show it. Oh, you can show it right here. So step one, step two, step three, and step four. Okay. What you did? Shrimp magic. You're gonna show me some shrimp magic. So what happened? So like this, the shrimp will be like this. Okay. So the result, the shrimp will move. It will curve. It will shrink. Right? Yes. Okay, let's start. Start. It's curving. Yes, it's curving.
your hand just make it lightest, a bit curving, right? Cool. Good job. Shadow. That's a shadow one. I see. So curving. It's curving. It's curving, right? Oh, so it moves. It shrink. It's shrinking. It's shrinking, right? See? I see. Wow, what a magic, Tani.